Trước khi chúng ta bắt đầu video thì mình xin phép các bạn một chút. Các bạn có thể nhấn vào phần một kênh trên kênh của mình. Ở đây sẽ hiện ra kênh phụ của mình là nơi các bạn có thể xem thêm video về Run City. Và đặc biệt ở bên dưới là kênh của bé Truy, một cô gái thân thiện và rất dễ thương, cũng làm về Run City và các tựa game khác. Các bạn có thể xem video, like, đăng ký kênh, ủng hộ cho bé Truy nhé. Link của kênh mình cũng sẽ để dưới phần mô tả. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Ở đây thì mình có lập một group The Run City ở Facebook, đó là nhóm thợ săn Run City Quân Torico, là nơi giao lưu kết bạn và học hỏi kinh nghiệm giữa các game thủ Run City cũng như đón chờ những điều thú vị từ sự kiện mới. Hãy đọc kỹ các quy tắc nếu như các bạn muốn trở thành thành viên của nhóm nhé. Link mình cũng sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn thành công. Xin chào thân ái và các thánh, chào mừng trở lại với channel của mình là Quân Torico đây. Rất vui khi vào trong series Run City và sẽ được vào một ngày tốt lành và niềm vui trong cuộc sống. Xin thành cảm ơn. Rồi, và như video vừa rồi thì chúng ta đã là có được một cái thành tựu ở bên Mystery. Chúng ta là chúng ta đã cho cái vòng Let's God lên 5 sao, một cái niềm ao ước của rất là nhiều bạn cũng như là của mình trong suốt thời gian vừa qua, cũng như là chúng ta đã tiếp nối truyền cho thế hệ nâng sao tiếp theo sẽ cho vòng Rifle. Vậy thì có bây giờ chúng ta làm gì? Chính là chúng ta sẽ qua, cũng là tranh thủ sự kiện là chúng ta Empower, nhưng mà chúng ta sẽ qua những cái nick còn lại là nick chính của mình, nick phụ của mình và nick mới của mình. Nghe nói nhiều nick chúng ta cũng thấy mệt người các bạn. Nhưng không sao, chừng nào mà mình còn có thể là chơi được thì chúng ta chơi thôi. Nhiều khi là mình có thể là cắt bớt thời gian như là chơi nick nhiều hơn, nick nhiều hơn, nhưng mà mình vẫn sẽ tập trung vào nick series nha. Tại vì nick series là tâm huyết không chỉ của mình mà cũng là của rất là nhiều bạn chúng ta đồng hành với mình trong suốt chặng đường series vừa qua. Nên chúng ta sẽ cố gắng hết sức để mà cho nick series chúng ta mặc dù là cày chay thôi, nhưng mà cày chay chúng ta có sẽ là lớn mạnh theo từng ngày và có những cái video làm minh chứng cũng như là cái chặng đường đầy kỷ niệm và trưởng thành của chúng ta nha các bạn. Ok, cái năm tháng sẽ không quên đấy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ làm gì ở bên đây đây? Ok, như bạn thấy thì tác hại của việc là chúng ta trend nhiều, gọi là nhiều quá mà cứ lấy boulder rồi, thành ra bên đây mình có tới 514 mảnh boulder luôn. Ok, thực ra thì cứ là boulder là cứ khi nào mà mình trend cho nick nào đó là mình sẽ cứ lấy mạnh boulder thôi. Nhưng mà có cái gì boulder lên 5 sao luôn thì bảo là ôi ôi ôi, chúng ta thành tích là trend mạnh cho người khác, boulder lên 5 sao, quay. Ok, nhưng mà chúng ta đôi lúc cũng phải suy nghĩ cho nick chính của các bạn, nick chính đã hy sinh quá là nhiều rồi. Mà bây giờ thì trong đây mình có tới là 629 op. Wow, cái lượng op mà chúng ta cũng tương đối là, op lớn mà, tương đối gì nữa. Thì đây, chúng ta sẽ chọn nâng chú rồng nào đây. Đây thì nói chung là mình cũng có nhiều cái suy nghĩ. Nâng chú rồng Dust God thì chúng ta gọi là có mảnh, đủ mảnh để nâng rồi. Cho nên là không cần là nâng trong sự kiện lần này. Có thể là sau mình sẽ nâng bằng mảnh, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ chọn cái rồng khác. Nhiều khi là mình thì tính là mình chọn chú rồng Headset các bạn. Kiểu như là các bạn cũng biết là ở bên nick kia thì mình có chú rồng là Rifle là tiếp nối rồi, thì bên nick chính thì chúng ta chơi headset để mà hai chú rồng nó chạy song song rồi có gì đó mà có một cái trực quan hay gì không các bạn. Nói chung là mình cũng tính là như vậy rồi. Nhưng các bạn, gọi là chúng ta cứ gọi là nói ba hoa đầu tiên rồi, nhưng mà chúng ta là cứ kẹt cái chữ nhân. Nhưng thì giống như là mình đã phân tích cho các bạn rồi đó, chú rồng bên đây thì chú rồng headset vào thì cũng không có tương trợ được nhiều cho gọi là hòn đảo chúng ta, mà chưa chắc gì chúng ta đã chạy song song là hai chú rồng, như là bên kia có Rifle mà kiểu mà kiểu 5 sao đi, thì bên đây có headset mà kiểu 5 sao rồi để mình giống bên kia đi, thì nhiều khi là chúng ta cũng cần nick chính là chúng ta trend mạnh cho nick series nữa. Cho nên là chúng ta chạy việc chạy song song đó thì nhiều khi là chúng ta lại khó các bạn. Chính vì vậy nên mình sẽ quyết định là nâng cho một chú rồng mà mình cũng đang gọi là sử dụng rất là nhiều và cũng đang là cày rắn rất là nhiều. Và cũng là như vậy các bạn, thay vì chúng ta chạy song song bên này có tới tận là 21 mảnh gọi là off của chú rồng Rifle luôn, thì thay vì chúng ta chạy song song là bên kia là chú rồng Rifle, bên đây là headset, thì mình sẽ cho bên đây là lên chú rồng Rifle luôn. Những cái gì mà những cái môi trường chúng ta gọi là khó quá, chúng ta cũng trụ được các bạn, chúng ta cũng trụ được, chúng ta cũng quơ quơ cái tay nhẹ nhẹ rồi chúng ta cũng vui chơi đầy tháng chứ, có các bạn. Ok, cho nên mình quyết định là mình sẽ chọn rồng Rifle nha. Rifle này thì mình đã nâng lên, gọi là mình đã cày lên rank A cộng rồi, A trừ rồi, cho nên mình sẽ không có phân tách chú rồng Rifle này đâu nha. Kiểu như là chúng ta lên bao nhiêu xa thì sẽ để cho bên nick chính luôn, chính ta đã hy sinh quá là nhiều rồi.
Tất nhiên là lên một sao thì chắc là chưa đủ đâu. Ta sẽ bù 8 game nha. Đó, ta sẽ 48 game một cái tốc độ để mà gọi là mắt không thấy, là tay gọi là tay làm nhanh, mắt không thấy là lòng không đau. Nhưng thực ra thì mắt mình vẫn mở to để mình nhấn cho kỹ các bạn. Ok, 48 game thôi mà. Rồi, và chúng ta lên được là một sao rồi. Mình sẽ tiếp tục là cho lên 2 sao. Thực ra thì mình có thể là cho lên 3 sao luôn. Nhưng mà các bạn, nhưng mà chúng ta để dành đi, để mà mai mốt còn có mà cho lên 3 sao nữa. Với lại đôi khi là mình cũng sẽ trend cho bên kia một ít mạnh rồi đấy. Ok, đầu tiên thì trước tiên thì chúng ta cứ cầm cái rồng rifle chúng ta đi đánh cái đã. Vội vàng gì mà nâng sao vội vàng không các bạn. Ui trời 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 trời, quét cuối các bạn, quét cuối. À đúng rồi, mình nâng cho cái rồng này lên 45 luôn nha. Có gì đâu mà không nâng lên 45 được không các bạn. Đây, các bạn sẽ thấy là chúng ta đang có là 57k máu nha. Và lượng sát thương thì chúng ta cũng đã thấy như vậy rồi. Tiếp mình sẽ xài skill nước nè. 42k, chúng ta chỉ mất có 14k máu thôi mà lên được sát thương là 42k các bạn. Còn đánh bình thường thì sao? Đấy, chỉ có 21k thôi. Ui, 42k là gấp đôi luôn các bạn. Trời ơi, gấp đôi cái CD làm gì? Trời ơi, mạnh quá vậy? Thì không vậy. Ok, ta gọi là nói cho nó hùng hổ chút xíu bạn. Nhưng mà đây là kill 2k4 nha. 2k4 thì 2k8. Thế là skill băng lúc nãy của mình đã hút máu bị tụt canxi các bạn. Đó, bây giờ các bạn suy nghĩ là lúc nãy chúng ta đầy máu thì mới 4k2, 42k đam nó cao, nó sốc vậy thôi, chứ giờ còn 32k máu thì đam tới gọi là 35 là cùng các bạn. Xem có phải là như vậy không. 39, trời ơi, các bạn thấy gì chưa, trời ơi, ghê quá các bạn. Nói gì nói vậy thôi, ai mà người nào mà chưa có trải nghiệm cái sức mạnh thực sự của rifle thì chúng ta vẫn chưa biết được cái sự mà ngon ngọt, cái phát chém mà nó kiểu là ngọt xớt, giống như là cắt bánh kem đó các bạn, giống như là một cái con dao mà kiểu mà không phải là dao bằng nhựa đâu, mà kiểu mà con dao rất là ngọt, mà cắt cái miếng bánh nghiệt một phát, trời ơi. Thấy đã luôn các bạn. Ok, và chúng ta lúc nãy là 40 thôi, cho lên 45 đi. Ok, 45 thôi các bạn. Chứ mà có gì đâu mà chúng ta ngại ngừng các bạn. Sao? Trời ơi, cái cây chúng ta nhiều lắm. Các bạn yên tâm đi, trời ơi. Ui da sót quá vậy. Cho ăn nhanh không chịu luôn các bạn. Trời ơi, sao vậy? Dạo này là game cứ bị re-time something hoài các bạn. Kiểu mà thao tác nhanh hay là cái gì mà nó bị lỗi, chỉ cần nó hiển thị lỗi một cái thôi nó tự động là nó red lại, giống như kiểu là mình thu trái cây mà thu trái cây không đúng thôi, là cũng hay là lại bị giống lúc nãy ta, kiểu như là một...
mà chiến binh này, người làm chiến binh hơi lâu rồi đó, Excalibur. Đó, trời ơi, 100k. Chúng ta hiến tế 16k máu thôi, nhưng mà chúng ta đổi lại lượng sát thương là 100k, có chi mạng các bạn. Wow, gọi là chúng ta chỉ mới là, các bạn nhìn lại xem là chúng ta chỉ mới là cấp 45 và chưa được là A cộng nữa mà đã như vậy rồi. Thì chúng ta có thể biết được cái độ khủng bố của nó đến thích nào các bạn. Đây, tới cái Ren Master nước rồi, chúng ta có thể cho nó đi múa các bạn, vào múa. Mà bên kia cũng có Raifu kìa, kiểu là Raifu bảo thời tới cạn không nổi. Cái đây Raifu của mình mới có một sao mà 45 mà chúng ta đã gãy ghét như vậy đó các bạn. Và cho lên 2 sao thôi. Ok, mình sẽ cho lên 2 sao luôn nha. Đây thì đó, nhưng mà mình sẽ chờ nha các bạn. Rồi, 2 sao. Các bạn yên tâm đi, rồng Raifu 2 sao bên đây là mình không có đụng tới đâu, không có gọi là không có phân tích hay là gì đó để mà chen co máy nhích khác đâu. Thì vì rồng này chúng ta đã cày luyện lên rank A trừ rồi. Mai mốt rồi lên A cộng là chuyện sớm muộn nữa các bạn. Tạm thời là như vậy nha. Đó. Bây giờ thì nói chung là trong đây không biết phải để cho đánh trong đây đó. Đây, trong đây chúng ta còn làm nhiệm vụ nữa các bạn. Sợ còn 4 cái chuyện này. Thôi bây giờ chúng ta phải chuyển qua là nước khác rồi, chúng ta đánh nhanh đi. Đánh nhanh thắng nhanh các bạn. Rồng giáp pha lê, rồng thu bóng tối. Đây. Thì đây đội hình chính của mình thì vẫn là như vậy các bạn. Các bạn thấy như vậy nhưng mà ngày xưa mà lúc mà mình là hoàn thiện cái đội hình này á là lúc đó bá lắm luôn các bạn. Tại vì lúc đó đâu có những chú rồng mà thế hệ mới kiểu như là chú rồng VIP Mythic mà kiểu như là năm sau hiếm lắm, đào không ra đâu các bạn. Còn đâu có cái sự kiện gì mà kiểu như là Empower mà ngon ngọt thế này, mà off cũng đâu có cho nhiều như thế này để mà chúng ta vào đó luôn. Hồi đó là kiểu như là off nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Nhưng mà từ sau khi chúng ta có nhiều cái sự kiện ra off Legend nè, sự kiện Empower nè, thì nhiều chú rồng khác, gọi là nhiều chú rồng mạnh mẽ chúng ta được cơ hội xuất hiện. Còn ngày xưa với cái đội hình này là gọi là cái gì đó mà chúng ta đánh là không ngán các bạn. Mình vào mà mình cứ để cho đối thủ nào mình cũng tấp mà đánh, cứ để cho nó tự đánh các bạn. Chứ mà đối phương là gãy ngứa chúng ta hoài à. Đấy, chứ còn bây giờ là nhìn đông nhìn tay, trời ơi đối thủ gì mà toàn 5 sao, toàn là đã 5 sao rồi còn Titan, còn Vampire, còn thứ dữ luôn. Kể cả là Helric hồi đó cũng khó mà có sao các bạn. Có cái sự kiện gì đó mà lớn lớn rồi đầu tư thì mới có sao thôi, chứ mà đâu có dễ mà đánh mấy cái quest mà lấy 2 sao, 3 sao thì kiểu như là như này đó các bạn. Nhưng mà nói thì nói như vậy nhưng mà cũng không phải dễ để có đó các bạn. Chúng ta phải là cày nhiều nè, cày nhiều rồi đánh quest thì chúng ta phải đầu tư nè. Đó, nhưng mà thì đó là xấu hồi xưa thôi. Tức như vậy rồi, bởi vậy chúng ta cần phải tân trang cho nét chính chúng ta một chút xíu để chúng ta không có bị quá là đuối. Chính vì vậy mình sẽ nâng cho rồng và mình đánh đúng 4 trận đó nha, cũng như lời mình đã nói. Ok, và giờ chúng ta sẽ qua những cái nick khác để chúng ta tranh thủ thôi. Mình thì còn là phải qua thêm một nick nữa mà. Đây là nick phụ các bạn. Gọi là để mà tóm tắt lại cái hành trình nick của mình thì như sau. Cái lần đầu mình làm Run City và lần đầu mình chơi Run City là các bạn không ngờ là chúng ta như nào đó mà tụi mình có duyên các bạn. Mình mới chơi được khoảng tầm 2 tuần thôi mình đã bắt đầu làm video rồi. Mà chơi thêm chút xíu thôi mình đã bắt đầu làm video hướng dẫn rồi. Trời ơi, trong khi đó là bao nhiêu là anh chàng, bao nhiêu là bao nhiêu là các tiên sinh, nói chung là gạo cội trong làng luôn mà vẫn là không có nói gì các bạn. Đấy, chứ còn mình mới chơi mà mình có thể là kiểu như là hú rìu qua mất thở các bạn. Không sao, cũng được sự ủng hộ của rất là nhiều anh em rất là nhiệt tình. Tại vì mình có làm video về tựa game Run City, cũng như là mình ở trong nhóm, từ cái nhóm là ta là kiểu mà trên group Facebook thì mọi người đồng lòng với nhau các bạn. Lúc đó mình cũng phải là quảng cáo nhiều và mọi người cũng gọi là cũng không có phàn nàn và lắm. Thì mình rất là cảm ơn là tất cả những anh em ở trên group giúp mình có được ngày hôm nay các bạn. Đó là bước khởi đầu của chúng ta đấy. Ok, và chúng ta sẽ nâng lên thời nào. Đó. Đây thì là nick phụ của mình, thì nick chính là như vậy. Còn nick series là khi mà chúng ta chơi nick Lục Hằng Hy các bạn. Thì tới được một thời gian thì cô nương ấy cũng gọi là cũng đi, nói chung là mình nhận ra tất cả là một vở kịch. Rồi sau đó trong cơn là trong cái cuộc chia ly đau buồn thì
tự nhiên không mình lại nảy ra ý định là thôi thì giờ mình làm series rồi mình chơi nick mới các bạn, tại vì lúc đó mình cũng cày nick thằng Hy là cũng nick mới mà, cho nên mình lập lại một nick mà bên nick phụ của mình Quân Trico và sau đó nick đó trở thành nick series. Và còn nick này là nick mà mình lập thêm trong cái sự kiện kia để mà đẩy đánh để mà lấy thêm những cái gọi là đây những cái nhà này có trong cũng là trong cuộc đua Hybrid rồi, nói chung là những cái nhà quest này để mà nên lúc đó là mình đua Hybrid xong rồi mới có cái quest này ở trong thời gian đó, rồi mình cũng tranh thủ để làm luôn, nói chung là kiểu chúng ta có một cái chuyến hành trình mới đó, rồi cũng có tách ra làm series new các bạn, nhưng mà sau gộp vô lại. Còn cái nick mà nick mới của mình thì là trong tập mà chúng ta hướng dẫn mọi người tạo nick mới mà thành ra chúng ta lại có thêm một nick mới nữa. Nghe nó khá là trừu tượng các bạn, khá là gì đó. Nhưng bên đây thì mình đang là nâng cho chú rồng này lên 5 sao rồi, nhưng không sao, 36 game skip là bình thường, skip là thoải mái. Ok, và đây là chú rồng đó, chú rồng này mình thì sử dụng nhiều bên đây nha, trong cái session này thuộc lĩnh clan mà kiểu như là clan, nếu mà bên kia 1 thì đây 2, bên kia 2 thì bên kia 3, đây 3 các bạn. Rồi, và chú rồng Lust God chúng ta cũng sẽ lên là 4 sao nha. Trời ơi, gọi là một cái nick phụ của tôi thôi mà kiểu như là cũng được là xứng danh các bạn, xứng danh kiểu mà chúng ta không có trend nhiều những cái mảnh Lust God còn đây như là bên nick series, nhưng chúng ta tới đây chúng ta vẫn được là 4 sao hẳn hoi các bạn, rất là ngon luôn. Ok, 4 sao nha. Về 64 thì mình vẫn sẽ chờ các bạn, mình sẽ chờ thôi. Ở bên đây thì mình đang gặp một cái tình huống nó cũng khá là éo le các bạn, tại vì trong đây là mình lên run thép là không có chú rồng gánh đấy, như vậy nên chắc là mình cũng cần đến chú rồng rifle bên đây, nói chung là nó rất là cần chú rồng rifle các bạn. Rifle đâu rồi à, có 20 mảnh sự kiện summon sắp tới, mình sẽ sửa. Đầu tiên mình sẽ sum cho bên nick chính trước, mà bên nick chính chúng ta cũng sum, bên đây chúng ta cũng sum đó, quá ngon quá ngọt các bạn, ngon ngọt liền, trời thơm bơ liền. Dù sao mai mốt chắc là nick này chúng ta cũng sẽ lấy để mà trend nhiều mạnh qua bên nick series chúng ta các bạn. Đây chúng ta có bao nhiêu ống trend chết thử các bạn, 86 quá được thế nhở các bạn. Profile thì đây, profile các bạn, nhiều bạn muốn coi profile đây đó. Một chú rồng 5 sao đầu tiên chúng ta thì nhờ chúng ta ở trong clan mà đầy đủ là rương 6 về mảnh nha, đầy đủ hết luôn chơi luôn á. Còn lại mấy chú rồng kia thì không có nổi bật cho lắm, mà như đây cũng được. Game thì cũng là 800 mấy rồi, sắp lên 1k nữa ta mới xài xong luôn ấy. Ok, và đây là bên nick phụ của mình, nick phụ đúng rồi, nick phụ. Và bây giờ chúng ta sẽ qua bên nick mới nha, mới là nick như là mới nhất á. Rồi, và chúng ta đã sang bên nick mới đó các bạn. Đây là nick mới nha. Đó, nói chung là hòn đảo nó vẫn gọi là đơn sơ, mình đang quét dọn cái này các bạn. Đây cũng có, nó hơi gồng gồng rồi nè. Cho đi xây đảo đi, xây tháp đi. Đó. Rồi, đây mình sẽ thu vàng nha. Ui xời, wow, có nhiều vàng đó nha. Đó, mình ở đây cũng có một cái môi trường nè. Môi trường ở cầu vòng. Đây thì có một môi trường là off này. Được sao thì ra đi thì mình lên sao đó. Bên đây thì mình sẽ quyết định bên đây có bao nhiêu off này. 110 off. Ủa hơi là ít cho bạn. 110 off chúng ta đâu có đủ mà nâng cho con này đâu. Rồi xong, off mình đâu hết trơn rồi. Trời ơi, off của tôi. Không sao các bạn, 10 off mình còn thiếu thì mình sẽ tìm cách bù vào nha. 10 off không? 10 off. Cái sự kiện này có này. Đây, 10 off thì bù vào cái này luôn. Đó. Rồi rồi. Rước nhanh luôn các bạn. Đó. Rồi, sáng lên đi. Đó, vậy mới đúng chứ, tự nhiên vào thấy bù hiu các bạn. Đây thì mình sẽ quyết định là nâng cho rồng Lust God này nha. Nhưng rồi, chúng ta mới cho nên ta sẽ ưu tiên chọn Lust God. Đó, ok, trước khi đó thì chúng ta cứ đi giao lưu tí xíu đã. Đấy, các bạn thấy thì ta đang ở là level 28, cái hình 30 chúng ta cũng có thể cầm cự được trong cái đây này. Ta thì thắng rồng Hybrid, một rồng Hybrid và một rồng Lust God, còn lại rồng bình thường thôi. Chung là kể cả là những cái đánh sao thì chúng ta chưa có nhiều được.
đang chưa có lên run nhiều các bạn. Nhận cho các bạn đi, có chi mạng này thì vẫn tạm ổn các bạn. Chúng ta có thể là trụ được trong tầm level là 30 mấy, tầm 30 mấy các bạn trụ được. Nào mà chủ mà tầm 35 thì chắc là không nổi, chứ còn mà tầm 35 trở xuống thì chắc chúng ta vẫn trụ được trong language. Và với điều kiện là chúng ta phải cho những cái rồng này lên run hết. Và thêm một chút rồng cánh tim nữa. Và đây thì mình sẽ ép cho chút rồng Plus God chúng ta lên nè. Có một niềm hy vọng của chúng ta đó. Ok 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 à, thì mình giao lưu là giao lưu như vậy đó các bạn. Mục tiêu chính là bạn đánh như vậy à, mà có thể là đánh ở trong quét để chúng ta kiếm thêm ít điểm, kiếm thêm run thôi. Chứ mà nên để lại quét để chúng ta làm nhiệm vụ hơn. Đây, ta biết đâu ta phải đâu cứ vô được đánh quét rồi. Ok, cũng lấy, không biết có đi không, lấy các bạn. Đấy, tốn. Đây, đó, let's drop, thêm 3 điểm này. Ra trừ đó các bạn. À, bóng tối với điện nữa. Hình như là không có liên quan gì ta. Ánh sáng cơ, ánh sáng cơ. Tạm thời mình đánh một đoạn nha. Ui xời, ta càng đương tay đối thủ càng càng lớn tới các bạn. Đầu đấy, đầu đấy. Không đùa đâu. Chúng ta vẫn chưa có sao, nói chung là chút rồng chúng ta chưa có sao thì chúng ta chưa có thể phát huy được nhiều công lực lắm. Nhưng bạn có cơ chế là đó, máu lên nè. Và skill bóng tối là giúp chúng ta là hồi máu lên một miếng nè. Làm chia đôi đó. Đấy. Cũng được các bạn. Nhiều bạn chúng ta nói là ui anh ơi, rồi let's go. Yếu lắm mình. Em lấy ra cấp 30.
Thank you.